Quận Đoàn Cái Răng cũng vừa phối hợp với Đoàn Trường Cao đẳng Cần Thơ và Trường Mầm non Ngôi Sao 2 ra mắt công trình thanh niên cấp quận. Đây là công trình thanh niên thứ ba được Quận Đoàn Cái Răng thực hiện trong tháng thanh niên năm nay. Công trình được thực hiện với tổng kinh phí 35 triệu đồng, bao gồm tạo không gian trong khuôn viên trường để trang trí gốc măng non bằng các vật dụng tái chế và đầu tư nhiều hạt giống cây trồng để tổ chức các hoạt động thiết thực trong các giờ học ngoại khóa tại trường.